Huy pha đá phạt chỉ vào khoảng gần 18m và rất có thể sẽ là một pha dứt điểm ngay về phía khung thành của Yang Yan. Đây đang là phút thứ 35 của trận đấu. Đó là một pha dứt điểm ngay rất tuyệt vời và tỷ số là 1-0 cho đội tuyển nữ U19 Việt Nam. Một pha phối hợp đá phạt quá tốt của đội tuyển nữ U19 Việt Nam. Mảnh lưới của đội tuyển Trung Quốc đã phải rung lên sau pha dứt điểm quá khó của Phạm Hoàng Quỳnh. Bàn thắng thứ hai tại giải đấu năm nay của Phạm Hoàng Quỳnh. Yang Yan đã bay người hết cỡ, tuy nhiên đã không có cơ hội để thủ thành của đội tuyển nữ U19 Trung Quốc có thể chạm được tay vào bóng. Khá nguy hiểm, rất đáng tiếc, và như vậy là tỷ số đã được cân bằng 1-1 cho đội tuyển nữ U19 Trung Quốc. Đó là một pha đá phản lưới nhà rất đáng tiếc của Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương chính là người đã mang lại cho đội tuyển nữ U19 Trung Quốc một pha đá phạt. Và ngay sau đó, chính nỗ lực phá bóng của Nguyễn Thị Hương đã khiến mảnh lưới của đội tuyển nữ U19 Việt Nam rung lên. Song Si Chang. Lợi thế mà chúng ta tạo ra được đã không thể kéo dài được lâu. Đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 45, phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Yashini không được, pha can thiệp kịp thời của Phan Thị Trang. Rất nguy hiểm. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho đội tuyển nữ U19 Trung Quốc. Các học trò của huấn luyện viên Yin Tia Cheng đã bắt đầu hiệp đấu thứ hai rất nhanh. Sức ép dồn dập về phía khung thành của Trần Thị Kim Thanh. Và cuối cùng thì